Xin chào mừng tất cả anh chị em, chúng ta đã quay trở lại với channel YouTube của Lê Chí Linh. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận được những video, chúng ta hãy bấm vào nút subscribe và hãy nhớ bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được những video của Linh. Và chủ đề ngày hôm nay Linh sẽ chia sẻ: quyết định kiến tạo nên thành công. Cuộc sống hiện tại của chúng ta được hình thành từ những cái quyết định trong quá khứ. Đã hơn 2.000 năm trôi qua, con người đã đứng trước nhiều cái quyết định táo bạo. Martin Luther King đã quyết định đứng lên tranh giành quyền bình đẳng cho người da đen. I have a dream. My four little children one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today. Và trở thành một người vĩ đại nhất trong lịch sử hòa bình thế giới. Steve Jobs là muốn tạo ra một chiếc điện thoại với 100% cảm ứng thay vì gắn liền với bàn phím theo kiểu cổ điển. Và quyết định đó đã được đưa vào lịch sử của làng công nghệ thế giới. Chiếc điện thoại iPhone đầu tiên ra đời và biến Steve Jobs trở thành huyền thoại công nghệ bậc nhất thời bấy giờ. Today, we're introducing iPhone 4. Fourth generation iPhone. Anh em nhà Wright đã quyết định con người sẽ được bay như chim, vượt qua những lời phê phán và chỉ trích. Huyền thoại phá vỡ niềm tin rằng con người không thể bay xa đã được xuất hiện. Nếu ngày đó Martin Luther King, Steve Jobs hay anh em nhà Wright không ra quyết định thì có lẽ ngày hôm nay chúng ta đã không chứng kiến sự tự do của người da màu, đế chế bá chủ của Apple và những chiếc máy bay cất cánh trên bầu trời. Một khi ra quyết định, số phận bạn sẽ được hình thành. Tôi biết bạn đã rất cố gắng, rất nỗ lực, nhưng bạn không quyết định mình vượt trội. Bạn sẽ bị cả thế giới bỏ lại sau lưng. Xã hội luôn thay đổi và phát triển. Trái đất là một hình cầu nên nó luôn lăn đi chứ không hề đứng im. Việc bạn quyết định rằng ngày hôm nay cũng giống như ngày hôm qua và những ngày trước đó thì cuộc sống của bạn sẽ rơi vào cái trạng thái bị bỏ lại phía sau. Nếu bạn thấy một ai đó thức dậy vào lúc 5 giờ sáng bởi vì trước đó họ đã ra quyết định phải thức dậy vào 5 giờ sáng. Bạn thấy một vũ công, anh ta nhảy một cách điêu luyện với những cái động tác tuyệt vời bởi vì anh ta đã ra quyết định tập luyện nó. Bạn chẳng thể có được cái điều bạn mong muốn khi mà bạn chẳng thể đưa ra quyết định rằng mình sẽ có được nó. Chuỗi ngày tháng của bạn hiện tại là kết quả của những cái quyết định trong quá khứ. Nhiều người không thức dậy sớm bởi vì anh ta ra quyết định ngủ nhiều hơn một chút nữa. Nhiều người có sức khỏe không tốt vì anh ta đã ra quyết định rằng không cần phải tập thể thao nhiều hơn. Nếu bạn muốn có nhiều thời gian hơn, hãy quyết định dậy vào lúc 5 giờ sáng. Nếu bạn muốn có thu nhập tốt hơn, hãy quyết định làm việc một cách thông minh. Quyết định càng sớm thì kết quả đến với bạn càng nhanh. Thời gian miễn phí, đồng thời nó cũng là vô giá. Cuộc sống trong tương lai của bạn sẽ tuyệt vời hơn nếu bạn ra quyết định làm những cái điều tốt hơn. Và cuộc đời của bạn chính là những điều bạn quyết định. Câu chuyện của bạn sẽ là nguồn cảm hứng của hàng ngàn năm, hàng triệu năm và thậm chí nhiều hơn nữa. Bạn sẽ kể cho họ nghe rằng ngày hôm nay bạn đã nỗ lực như thế nào, bạn đã phải làm những gì để kiến tạo ra những kết quả của ngày hôm nay. Mọi thứ trên đời đều có điểm xuất phát. Điểm xuất phát của người thành công chính là lúc mà họ đưa ra cái quyết định. Chỉ cần bạn quyết định, số phận của bạn sẽ được hình thành. Ngày hôm nay bạn ra quyết định đến với Global Success Summit, bạn sẽ có chuỗi những ngày tháng thành công sau đó. I'm going to give you a tool to build your dream today. Hôm nay tôi sẽ cho các bạn một công cụ để các bạn xây được giấc mơ của mình. Và cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã theo dõi đoạn video clip của Linh. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận được những video, chúng ta hãy bấm vào nút subscribe và nhớ bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được những video của Linh. Xin chào và hẹn gặp lại.